Anh nghĩ rằng là lý do, em không biết tại sao em bị hai cảm xúc xây hơi. Hiện tại ấy, là nếu như mà để lên trên này thì em muốn chung về với anh. Với The Face Việt Nam 2018, chúng ta cần tìm kiếm cái gương mặt người mẫu quảng cáo. Mà người mẫu quảng cáo thì nó phải có độ tươi tập, độ tươi mới. Mà nếu như bây giờ em lại vẽ khuôn mặt của em, môi thì thâm, mắt thì đen, mà lông mày thì như hai con dao quăng như thế kia, thì làm sao mà em gờ gì? Cái này là chắc là bản mặt chứ không phải là gương mặt thôi. Bây giờ như vậy đi, để anh xin thay ba chị cho em một, hai chị cho em một cơ hội nữa. Làm nhảy lại bớt mít thấp đi. Bây giờ em ra ngoài chùi bớt mít thấp làm sao để cho mình quay lại với cái tinh thần trật tự tươi tắn. Hoặc anh, việc đầu tiên khi mà em lặn lội từ Đà Nẵng ra đây là anh phải đánh giá rất cao. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Và chắc chắn là chương trình năm nay đã thu hút được rất nhiều bạn trẻ. Và chúng ta có những bạn từ Đà Nẵng, và đặc biệt là có rất là nhiều bạn lại đi tiếp tục từ thành phố Hồ Chí Minh về casting tiếp khi đã lỡ cái buổi casting của mình rồi. Và có cả người nước ngoài về nữa. Đây là năm thứ ba em có được đi rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
tỏ là không.